Hôm trước mình lên mạng thấy mọi người làm cái bánh khoai zombie hết hồn con trồn luôn, nên hôm nay thì Bách Hóa Xanh đã đi tâm sư học đạo để đúc kết được bí kíp khoai mỡ chiên chân kinh này. Nguyên liệu thì mình sẽ để trên màn hình. Đầu tiên mình sẽ hấp khoảng 500g khoai đã gọt vỏ. Khoai chín thì mình nhanh chóng tán nhuyễn ra. Khi khoai còn nóng thì cho khoảng 250g bột nếp, 160g bột năng, tức là cỡ gần nửa bịch bột năng, nửa hộp sữa tươi không đường, 100g đường, 1/3 lon sữa đặc. Sau đó thì mình sẽ đem bột đi nhào lộn và dùng kỹ thuật đôi bàn tay để biến nó thành khối bột dẻo như thế này đây nha. Nếu mà thấy bột khô thì mình cho thêm sữa tươi đun nóng, còn nhão quá thì hãy cho thêm bột năng vào nha. Mình rắc một xíu bột năng lên tay để cho khỏi dính tay, rồi lăn bột thành hình con kén, còn ai thích lăn hình con nhộng hay con sâu thì con gì cũng được hết nha. Tiếp đến khi mà thấy dầu sôi lửa bỏng rồi thì mình thả con kén vào chiên nha, để lửa vừa cho đến khi con kén nổi lên và nở ra vang đều, biến hình thành bánh khoai mỡ chiên. Vớt bánh ra cho ráo dầu là ta đã có ngay một dĩa bánh khoai mỡ chiên vàng rượm thơm lừng, giòn bên ngoài mà dẻo dẻo bên trong, chấm với sữa đặc nữa là hết sảy con nhà bà Bảy. Món này siêu dễ làm, siêu ngon luôn, mọi người hãy cùng làm thử với Bách Hóa Xanh nha.